tên là Mai Quy, rất hân hạnh đứng đây giới thiệu các bạn về triển lãm hoa lan. Thì hiện tại giờ mình đang đứng triển lãm hoa lan lớn thứ ba trên thế giới tại Đài Loan và ở tỉnh Tây Nam. Thì hiện tại giờ hoa lan mình đang đứng là giúp cái tượng cảnh về lan hồ đẹp, về lan vũ nữ rất là đẹp. Là hiện tại giờ là buổi trưa nhưng mà không hề có nắng và những cái tượng cảnh rất là đẹp, những cái hoa lan, những giò lan, những cái cảnh phối cảnh tại triển lãm hoa lan này cực kỳ ấn tượng đối với mình. Thì mong rằng các bạn sẽ có những giây phút xem lan cùng chung với mình, cùng đồng hành với mình qua những cái video mà mình quay và mình bình luận, mình gửi đến các bạn xem. Mong rằng các bạn xem và ủng hộ. Chúng ta thấy hoa lan đẹp lắm, không thể nào không xem được. Nhưng mà đáng tiếc là các bạn ở xa. Thì mong rằng có dịp thời gian các bạn, một dịp nào đó các bạn hãy đi cùng với mình để xem những cái hoa lan và những cái thế giới tuyệt vời về hoa lan này. Hiện tại giờ triển lãm hoa lan thu hút rất là nhiều người và nhiều nơi trên thế giới. Em biết là gần như tất cả các nước châu Á thì triển lãm CES đều có mời đến tham gia, và những cái nước như ở châu Âu, châu Mỹ, châu Phi đều có mời hết. Và như mình người châu Á cũng rất là đông, như Mã Lai, Philippines, Việt Nam, Thái Lan và những nước trên thế giới, Inca, Ấn Độ đều đến tham gia tham quan triển lãm hoa lan kỳ này. Mong rằng các bạn sẽ có những giây phút thư giãn và có những cái trải nghiệm và những cái giống mới lan, những cái cảnh mới qua cái video mình gửi cho các bạn xem sắp tới. Mong rằng các bạn xem và ủng hộ và xem nhiều hơn nữa những video, tại vì hiện tại giờ là mình quay rất là nhiều video và mình sẽ giới thiệu cho bạn nhiều cái video hơn nữa, rất là nhiều. Mong rằng các bạn sẽ xem đầy đủ. Cảm ơn các bạn xem nhé.